Chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình theo chân em trai này để mình quay cái cảnh mà em trai đổ vớn ở sát biên giới của Việt Nam Campuchia trên đó cả nhà, cho cả nhà cùng xem. Ủa giờ này bữa nay cô đi mua cá tươi sớm vậy cô? Hồi ngày hôm qua con thấy cô đi mua hơi trễ hơn à? Dạ. Đi sớm lại đằng kia kìa. Vậy đó hả con? Mà đằng kia nó chưa có thức dậy. Thỉnh cái ngộ. Bút bút này được không? Được, được. Được rồi. Còn xa đi, ngọn xa đi. Hai đằng kia cút con rồi. Điện thoại được không? Dạ được gì? Là chị cưới con đó. Từ nào xấu gần chết mà đưa lên chắc cố hình hết quá. Cố hình hết con không? Con chạy máy hả? Con chạy dài. Dạ hả? Giỏi quá vậy ta? Giỏi gì? Vậy thử đi. Trời ơi, tao có biết chạy đâu. Để thử đi, chạy rồi. Nói chung là mình thấy ở miền sông nước này nè cả nhà, đa số là người dân á, ai cũng biết chạy máy cho cả nhà. Em trai này nó chỉ có mới có 14, 15 tuổi mà nó theo chân con á để nó đi làm nghề cá rồi.
là tới cái điểm dán đầu tiên này nè cả nhà. Đất thì mình thấy cũng không có sâu quá ha, thấy cây xào trống nè. Tới cho nè, ngang đây đi. Chỉ có chừng chưa tới ngang luôn. Anh đậu nghiêng qua bên có bên đi, còn nghiêng qua xéo qua bên là có bên đi. Em ở đây, anh ở đây ha. Hai người qua đây hết hả? À, hai người còn nghe bên cái nén qua cho đi qua lại được rồi. Ờ. Nó nén cho nhỏ qua lại. Cho theo cũng lắm nhảy xong đứng rồi. Là mở cái đường gian là nó vô chỉ mà có một cái bầu này thôi hả cưng? Ờ vậy ăn thu đường gian dài cục là bầu thì cũng tùy theo chỗ mà bận. Ừ. Phải của anh là phải muốn đặt sao đặt đâu, của anh đặt. Thấy cái linh bữa nay nó cũng bự hơn mọi khi vậy đó. Cái đó của người ta hả? Của em đó, của em trên đó đó. Không, cái này cột dây đây nè. Cái này là gì? Cái cột dây này nè. Đây á, cột dây chặn lỡ á. Dây chặn lỡ. Đây tới cái điểm thứ hai. Đây tới cái dán thứ hai. Ở đây em trai này có tổng cộng là 9 cái dán vậy đó cả nhà. Rồi bữa nay thì em trai này nói là chạy cá chạy hơn ngày hôm qua nè. Đó. À. Là cái đường đăng là tuốt ở đằng đó. Ở đằng đó. À, đang tuốt đằng đó. Cá nó theo đường đăng nó làm gì? Cá theo đường đăng tuốt đó cả nhà. Cá theo cái đường đăng nó đi ra đây. Rồi cái giang cá vô trong cái bầu chỗ này. Cái này ít, cá ít hơn cá đẳng. Không. Đăng ngay dọc nước. Ít hơn cá đẳng. Bơm xì vô gì được. Con cá này dẫn cá này qua nè. Bơm xì vô vậy. Ai cha mày nói năm nay mày nhiêu tuổi? Năm nay nó mới 14 tuổi à. Nha là tuổi thiệt 14 hả? Là sinh 2011 á. Vậy đó hả? Em trai này chỉ có 14 tuổi thôi cả nhà, mà theo chân cha làm cũng rành rẽ lắm rồi nè, chạy máy đồ này kia được hết trơn luôn. Rồi mình đi tiếp đến chỗ khác ha. Ê cái chỗ cái đường D này là đường D nào, còn bên Việt Nam mình không qua bên D? Còn qua trên cái hàng cây ở trên đó mới là của Campuchia phải không? Sát qua đây là Campuchia, sát qua có 100 mét thôi. Vậy đó hả? Ôi vậy đó hả? Ôi vậy là mình có giỡn không? Qua đất Campuchia luôn. Không, bên Việt Nam mà, nhưng mà cặp biên. À cặp biên giới luôn hả? Dạ.
ngay cục móc luôn ơi, cái đó có cục móc chút xíu cái thế hả? Đặt bên ừ chút biên phòng nè. Ở trong phòng chỗ này hả? Ờ ồ trong phòng chỗ đó luôn cả nhà. Vậy mình đứng đây là gần gần biên giới gần đất Campuchia luôn rồi đó, 100 mét đó. Ở đây mình đứng chỗ này mình thấy tượng Phật ở chỗ đỉnh núi Sam nè cả nhà. Tượng Phật điêu khắc nè. Điêu khắc cũng lâu rồi đó mà không biết chừng nào mới xong. Cá linh này nó còn ở không? À, không hả? Tại treo cái lú cho cá lóc nó luôn. Vì cá linh không có thở nữa hả? Nhưng mà chỉ thấy hình như là đa số cá linh vô không mà ha. Đủ hết trơn nè. Mà nước gì là cũng còn đang lên nữa mà phải không? Còn trời nước gì mà nhậm gì lúc cái cây luôn á. Lúc cái cây xào này luôn á hả? Cây này là cây dớn à, lúc cây dớn đó luôn. Cây nước lớn nấu lớn nữa. Cá lóc luôn. Ừ. Nấu lớn. Lơ lơ vậy là khi nước dâng lên nữa thì cũng nói lớn lên hả? Lớn dưới cây này nó ngang nhau á. Ừ. Cây 4 mét mà cắm xuống là lớn dưới cây ngang nhau nó lúc là lúc hết luôn á. Ừ. Vậy là bình thường nếu như mà nước lên đó là nước lên lúc cái cây đó luôn cả nhà. Lúc cái dớn luôn. Lúc đầu quá dám treo hết nó sập. À. Chừng 3 mét à, lưới treo chừng 3 mét, lưới 4 mét thì treo chừng 3 mét à. Tại nước sâu cây này chịu đâu có nổi. Ừ. Nước chảy dữ lắm. Sập chân. Ở đây cũng có hai người đó đang đi làm cá nghe gì kìa cả nhà. Đi đổ dán về kìa. Con quên. Lát ra ngoài xuống dưới kinh được cái đứng nha. Có cái dưới kinh lát được cái đứng. Đứng ừ. Rồi sao? Dạ. Bây giờ mình đang đi tiếp động giới chỗ khác nữa. Mình thấy người ta làm giớn quá trời nhiều luôn, mấy cái cây mà đưa đưa lên, mấy cái chạm đưa đưa lên nó là làm giớn không đó cả nhà. Ở đây là mình đang qua cái đê. Không? Từ đó dài lên tuốt trên đó luôn, gần đất Campuchia luôn, toàn dớn không luôn đó nha.
trong nhiều quá. Nhiều. Cái con cá linh này nè cả nhà, là mình vừa kéo lên bờ, mình vừa kéo đó là mình phải đổ xuống dưới đục liền. Tại vì cá linh mà nó lên khỏi mặt nước á là nó chết. Nông ra. Bây giờ mình đổ được mấy cái rồi? 4 rồi. Chín cá đổ được 4 mà còn 5. Cho nó bước qua. Cái túi nữa ra không? Dễ gì? Nghề nghiệp mà ta mà buộc vô cái túi rồi còn làm ăn được gì nữa? Dù cũng đâu ra được. Lúc mình đổ nó mới ra. Thì sao vậy? Dù con dây này nó cũng xếp lại ăn như vậy nè. Dạ. Con chăn này nó cũng không ra được. Khi lúc mình đổ á. Rồi mới nói vô thôi để cho lính làm nặng kiếm chi phí thêm. Rồi ông lấy làm từ đây cho tới ngoài trên lên tới chắc đi chính luôn á. Rồi sau này á ai muốn lên làm thì ta trả lại cho làm, và ai không dám làm thì ta làm nữa. Còn mấy ông làm được mà ông làm luôn, còn bên đây thì ông hai cặn tôi có chịu.
Cái này nhiều quá. Cá nhiều ha. Đây nhiều nè. Bên cái này trên nước. Nước trên chạy xuống cá rút lên trên nước không à. Ừ. Cái bầu là có con cá gì nhiều cá chết, cá gì nhiều cá chết chứ đó. Vậy đó ha. Ở đây cưng làm cái gì cưng đổ ban ngày không cũng khỏe ha, chứ mà đổ mà trời đổ ban ngày khỏe chứ luôn, ban đêm đồ này kia mệt chết. Ban đêm đồ này kia giờ này là 12 giờ trưa cả nhà. Như giớm này mình đặt á là chỗ của ai nó đặt hả, nghe là mình muốn đặt chỗ nào mình đặt tên chỗ của ai nó đặt chờ. Ừ. Rồi cái lúc ban đầu á là mình dành chỗ nghe là sao? Không. Nghe là đất của mình. Đất của ví dụ như ông chủ đất nào không đặt cho mình đặt thì đưa ông tiền phê pháo gì đó. À vậy đó ha. Tưởng đâu là trên đồng bao la thì mình muốn đặt đâu mình đặt chứ. Không có, chờ. Chết à hả? Mình phải chống vậy đó. Gắn thêm miếng con rượt nữa đó. Vậy đó hả? Cái lú ghép qua con rượt nữa đó, chứ đừng có nói gì mà không đặt đâu đặt. Ừ. Không, nghe, cũng cái nào nó cũng có luật lệ của nó hết trơn ha. Có cái nào đây rồi, với miệng nó đặt chừng cái bầu chừng 50 thước vậy đó. Vậy hả? Chừng muốn đặt đâu đặt. À. 50 thước nước ra tôi xong rồi đâu có chạy. Không ngẫu
sao đời nấu. Cái này như là bún súng hay gì á phải không? À. Bún gạo đi ấy mà. Mình sống giống như súng. Con súng về chắc cho đồng yên nhiều ha. Đồng yên cũng chỗ có chỗ không, phải gì chỗ phải gì ngày xưa chỗ không có. Dạ. Nhưng mà nó không có rách không gì thì mình về mình trà lại mình thấy lại chứ. Hả? Nó gãy dành luôn kia bỏ. Ờ chứ đâu phải là mình muốn người ta làm ngay là mình mua về đồ về mình làm. À. Ốc nó sành sảng nhiều quá ha. Ở đây ốc lâu vàng là nhiều. Ở mấy em về thằng ấy nó có đi ủi ốc không anh? Ủi con đêm ha. Nắng ủi mới có, còn đêm mới có. Nói chung là nắng mới có nha. Giờ con đêm đi theo mấy cục mỏ này ốc mỏ thịt con. Nè hả? Ốc mua vàng hả? Ốc mua vàng. Con cá này giống con cá linh cám gì? Ấy nhưng mà cá leo nó cá leo màu lớn ăn mấy cá con kia anh có lấy cá leo không? Ăn cái kia hết. Anh cá leo thì anh thả qua bên cái hầm bự bên mương bên đây. Hầm bự mới thả cá con cho ăn hết. Không, cái thả bên cái mương nhỏ nè. Thôi. Cái mương nhỏ nó cá bự không mà. Nó đâu có còn cá gì. Cá leo hả? Như cái con là trọng lượng bằng nó thôi. Còn mấy là nó ăn hết. Nó cắn chết chừng. Còn dưới đầu đó thả qua cá lộn xộn này nè. Lộn có hai con, hết trơn cái hầm luôn. Vậy hả? Cắn chết mỏi chứ đâu có ăn. Nó đâu ăn được nhiêu. Đang cá leo nó không dễ dàng. Ê biết mà mém dài vậy mà không biết tên. Xin tên gì vậy? Tèo. Tèo hả? Dạ. Con nhỏ tên gì? Con tên gì con? Dạ. Hả? Đất hả? Còn mấy cái nữa với đất? Dạ hết rồi. Hết rồi đó hả? À. Rồi vậy là mình đổi xong chính cái vớn rồi đó cả nhà. Giờ là đi về luôn hả? Dạ dạ.
có bến nè cả nhà. Đâu con ở dưới đây mới đúng đó. Con ngồi ở đây hả? Con ngồi dạt cá. Nha hả? Vui lắm con ơi. Cầm cái không? Cứ đừng có đây bước mắt hương cái gì? Rồi, ok. Ok chưa? Rồi, vậy là xong một buổi đi đi đổ giớn cả nhà. Con nhấp cá lại đây. Bây giờ là đang xúc cá lên nè, chuẩn bị xúc cá lên rồi bắt đầu lựa cá nè. Ăn chưa? Cá mà hơi cá hết cá rô biển rồi được chưa đó. Có eo cũng mới nha. Ừ. Ôi ốc nhiều. Cái ốc này ốc vàng sao? Ốc vàng. Vàng. Ăn được. Ăn nhiều dữ vậy? Ăn cũng được. Cũng được. Cái nãy nó vô đó. Đấm ốc luôn. Đấm ốc luôn. Ê, cái chiều này mình đi đổ gì đỡ không? Bữa nay theo như cá mà cứ như đổ. Bằng qua chị. Bằng qua hả? Ừ. Cái đó cưng hớt hớt ra là cá gì? Lũ cá dai còn ốc để người. Ốc bông vàng này mình bán được nhiêu chứ? Người ta mua có 1.000 nha, mà không có rảnh đâu, đi dắt lên nhà. Xa quá. Mà nó không quý cái đường kia kìa. Làm xe xuống đây lấy được thì lấy đem về, con giờ xe không xuống được. Rồi vậy làm sao? Cái gì hết rồi. Bỏ luôn. Bỏ luôn hả? Đồ bán không rồi bạn ơi. Đồ bán không à. Tôm nè, cá lóc nè. Còn thấy con gì đâu là bán. Chắc cá ký đô luôn. Rồi con lương, ăn lương 33 trầm giam, lương cái cuối cùng. Ủa có con lương nữa hả? Lương. Nó bán nó bữa đó con tôm. Nè cá này bữa nào bà nói em bà về nè nướng cá này nè. Bà điện trước bắt đầu nha. À cá bự hả? Đó. Ừ. Điện trước rồi sao? Ừ. Thì phải dặn trước xin chứ. Ổng đi về nghe gì nữa. Chứ ổng đi xin nó không về luôn. Trời không? Có ai điện không? Hồi nãy nếu mà tính hết á, mỗi cái lú vậy là chịu bao đồng cả chục ký lô á. Mà trong đó ốc hết mẹ nó 40-50 ký rồi. Lấy nhiều vậy là gì không đâu. 40-50 ký như vậy cũng bỏ vậy cũng muộn quá hả? À, bởi vì cũng nói. Mỗi năm mình có xe đi ngang đây lấy. Nó ít quá người ta cũng muốn xuống đây nữa. Dựa nó trên dĩa lô đông vậy đó. Vậy là cũng đỡ bỏ xuống xong luôn đó hả? Bỏ luôn, thả luôn. Con còn có lóc đứt dính không đứt? Con còn bốn mét thùng cho hai nha. Chiều nay có thằng thả
bà hai là cái gì săn cá mời đó hả? Cho bà mở sát bên nhà nè, bà mua cá lóc bà ăn. Dạ hả? Cá lóc bên em làm ra được bà mới ăn. Mấy người bán ở ngoài xe bà không dám ăn. Ai bán cho anh? Sao mua làm hả? Con nào lấy em con hai đồ ông hai nói ông đóng rồi đó hả? Không ông nói tôi đâu biết đâu. Nào ông lại tôi nghe. Ôi trời ông cây tôi đã dành lại mày xào ông đốn rồi kìa. Trời ơi, mày già cá gì ăn cái gì? Tưng hơn. Để ba cái đầm dông rồi đổi kia đổi. Còn cây đó trời. Mày nó xẹo cây kia tí sao xài được kìa. Thì cây kia thì ở nhà bố có. Xài luôn. Ai đâu? Ít què, khổ đi. Ủa vô viên trời. Ốc bở vậy? Ốc bở à? Ủa quá hả? Không xanh. Không xanh luôn, đúng rồi đó. Nghe sao? Mẹ không chỉ tắt cái oxy của mày đi một lát ha con, cho mày bơi một lát con. Ở đây là mấy ốc này là cả nhà là bỏ luôn chứ không có lấy nè cả nhà, bỏ xuống sông luôn. Nếu như không xanh không chỉ tắt cho mày tắt đi. Mà bữa nay em trai này đi đủ vớn là thấy ốc nhiều quá nè. Hình như mình thấy ốc cô vàng ở chỗ khác ta cũng ăn á. Mình lấy cũng ăn đi. Mình lấy cũng ăn đi. Dạ. Ăn kia em cũng ăn hoài gì. Phải thôi. Được thả. Dạ. Ăn cái vậy không? Còn không á. Thảo trên này. Ăn cái mày ở trên đó hả? Cái dưới cái ruột cái dưới bỏ. Dạ. Quá trời đó. Bỏ ở trên cả nhà. Dạ em cái sông bỏ luôn. Cổ cũng giỏi chứ nha, cổ có đi căng cá mồi á. Rồi cắt căng vậy cắt để dùng dòm lấy tiền ha. Dạ ghi sổ không à. Sẽ đặng chút chị, sẽ đặng chút mình. Bây giờ ý kiến chị. Nhỏ mà cá vườn dữ ta. Năm nay nước giật có vườn lo đổ. Dạ. Mà như cái vườn nó lớn bán vô có giá bằng cái chả hả? Cái chả. 30.000. Mà cái vườn dễ lộn chăm. Mỗi khi cũng đổ cũng có ốc gì nhiều không? Ngày nào cũng vậy. Vậy hả? Ốc nhiều quá trời nhiều ha. Ngàn mà phải có những người kia. Ngàn mà không có đủ tiếng người ta là người ta không đi lấy. Chứ không phải là không có người mua mà không có đủ. Không có đủ. Thằng ấy đi xúc nè, để nó bán. Nói gì vậy? Thằng con là Diễm nè, thằng Quang á. Nó đi xúc ốc đó. Tôi mệt hả? Đi đuổi. Nó đem tới chảnh luôn. Tới vô đồng vậy đó. Ừ, tự đem. Ủa, nó tự chạy đem lên đó luôn hả? Chứ hả? Mới tôi không lấy hả? Đem chảnh, giao như là ký được như 1.000 đến 2.000 vậy. Mà nó ủi như là cũng cả tấn này, chứ không phải ít đâu à. 500 là gãy ít đó. Mà nó đổ cây cái chỗ nào mà lúa mà lấp láng kìa. Còn mấy chỗ nước sâu này đâu có ủi được. Dạ. Mà ủi rồi.
ốc này cũng xanh xôi nảy nở quá trời. Dữ lắm, tào lơ lẹ dữ lắm. Phải ốc này mà nó như mấy ốc bu rồi này kia, ốc lát rồi này kia ha, bán có giá. Sao ốc này nhiều vậy? Vậy hả? Tôi thấy quay lên ngồi lễ ốc. Ốc tay. Ốc tay của người ta nè. Đầu tiên nó về bên Phú Quốc á. Ở nhà hàng á, ốc tay. Rồi với cha tao á đem về thả vô hầm nhà chơi. Ừ. Tao nó lớn thì mình nóng lạnh. Nó lớn chứ nó đẻ dữ lắm luôn. Nó về ốc mình chơi. Không phải nó về. Con ốc mình lai theo nó. Lai luôn. Từ từ mắc giống luôn à. Ừ. Cái ren nó mạnh quá. Đây được con lươn chưa mà. Chưa thấy con lươn con gì chưa. Rồi cảm ơn buổi ghi hình của hai chồng hôm nay nha. Có gì đâu. Video mình đến đây cũng kết thúc. Thấy hay cả nhà cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Tốt rồi.